Loáng qua nhìn thấy đã đấy hơi bất ngờ nha, tại vì có cái chấm điểm BMG này là biết của dân chơi tiền rồi này. Một tờ full 5 với một tờ full 1. Lại có cả phơi. Tôi nói thật, tôi chơi tiền 13 năm rồi, tôi nhìn tiền là tôi biết là có dân chơi tiền hay không đây. Có cái túi OBB này này, cái túi này túi chuyên dụng của dân chơi tiền nữa này. Đây, lại có cả địa chấm điểm này, bình thường cái chấm điểm này gửi bên Mỹ sang. Một cái chấm điểm này sơ sơ hết 700.000 và được 5 8 điểm thì hơi thấp. Ở đâu ra anh? Anh ngày trước anh mua, bây giờ nó hết tiền thì anh bán thôi. Một tờ là bao nhiêu? Triệu bảy nào. Một tờ triệu 7, còn một Không, tờ thì bao nhiêu? tờ anh chưa tìm thấy. Mà ngày xưa anh mua có giá cũng tốt đấy nha. Tại vì thực ra cái mà 5.000 mà full 1 này này, cách đây khoảng mới hơn 1 năm thôi, ngày xưa em còn mua hơn 2 triệu một tờ. Thế anh mua thì chứng tỏ anh biết sơ sơ rồi, thế bây giờ anh muốn bán thì bao tiền? Ủa, em mua nhiều mua cho anh. Bây giờ anh thì em bảo anh mua xem mua được bao nhiêu thì mua cho anh như thôi. Cái này em mua được chắc là tầm triệu rưỡi tờ, Hai tờ 3 triệu hai đúng tờ không? 3 triệu Đúng rồi. đấy. Mua Anh thấy thế nào? trên Facebook được được rồi, thế không phải anh biết rồi thì anh mới mang ở đây chứ. Thật đấy hả? Nhà anh ở Chợ Mơ mà. 3 triệu hai tờ thì thấy có lỗ không? Không, không lỗ. Không lỗ thật á? Mua mấy năm trước rồi bây giờ bán nó còn không lỗ Không lỗ mà. Anh nói để anh chơi mà trước mua bao tiền thì biết. à? Ok, thế là bây giờ anh em thấy chưa, 3 triệu mua chơi mấy năm rồi, bây giờ tôi mua lại 3 triệu vẫn còn không lỗ. Ok nha, anh muốn nhận tiền mặt hay chuyển khoản? Gì được. À, gì cũng được, ok anh.